em không chịu nổi nữa rồi. Nói nhỏ nhỏ thôi. Em à, tụi mình đã nói về vấn đề này rất là nhiều lần rồi. Em cố chịu đựng một tí đi. Không, em không có chịu nhịn được nữa. Làm sao mà em có thể sống trong cái nhà mà cứ mỗi ngày mẹ anh lại phải cải trang thành một món đồ nội thất nào đó trong nhà nữa chứ. Em phải thông cảm cho mẹ. Từ bé, mẹ anh đã phải sống trong nghèo khổ, nhà cửa thiếu thốn đủ thứ hết. Mẹ của anh phải tự cải trang thành đồ đạc trong nhà để tiết kiệm tiền trang trải cho những thứ khác. Nếu không nhờ mẹ làm những việc như vậy thì làm gì có anh của ngày hôm nay. Em ráng gì mẹ, mẹ nhắm mắt cho qua được không hả? Em tôn trọng những gì mẹ anh hy sinh để nuôi anh khôn lớn. Nhưng mà còn em thì sao hả? Em phải chịu đựng thiệt thòi chung với anh chỉ vì em là vợ của anh sao? Sao em lại khó khăn mọi thứ lên như vậy? Cứ coi như mẹ là một món đồ dùng trong nhà thôi, có gì đâu. Lần trước mẹ hóa trang thành cái gì anh có biết không? Mẹ cải trang thành cái chổi lau nhà. Và em không phát hiện ra cho tới khi em nhúng đầu chổi lau nhà vào suối nước, anh có biết không? Rồi còn cái lần mẹ cải trang thành cái thảm chùi chân nữa. Em à, em không có biết. Mẹ là mẹ của anh đi mà chịu đựng. Đừng có bắt em phải chịu đựng sự vô lý điên khùng của mẹ anh như vậy nữa. Cô không có được nói mẹ tôi như vậy. Con ơi con, ba nè con ơi con, ba nè, không phải cái ghế.